Hi everyone, how are you today? Usually your answer will be I'm fine, thank you, and you, right? Thì thông thường khi mà các bạn nghe câu hỏi là how are you thì các bạn thường sẽ trả lời là I'm fine, thank you, and you, đúng không nào? But you know what? The native speakers, they don't usually say how are you? And of course, the answer will not be I'm fine, thank you, and you. Thì thông thường đó các bạn, người bản xứ họ sẽ không thường hỏi câu là how are you? Và dĩ nhiên là câu trả lời cũng sẽ không phải là I'm fine, thank you, and you. So, what do native speakers, they usually say? Vậy thì người bản xứ họ sẽ thường nói câu gì các bạn nha? Để biết được người bản xứ thường hay nói câu gì thì chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu với bài học số 1. Đầu tiên là bài How's it going? Các bạn nhé! So, instead of saying how are you, there is a more casual and much more common way. This is, hey, how's it going? So, thay vì mình nói how are you, thì mình có một cái cách mà mình được sử dụng nhiều hơn và thông thường nhất đó là hey, how's it going? Vậy thì các bạn có thể đoán được giúp mình đó là how's it going nó có nghĩa là gì không các bạn? Okay, very good. How's it going? Had the same meaning as how are you? How's it going? Nó có nghĩa tương tự như cái câu là how are you? Vậy thì khi nào các bạn dùng câu how's it going? Usually you will use it when you meet your friends. Các bạn sẽ sử dụng câu này khi mà các bạn gặp bạn của các bạn. Thì how's it going? It's just a way of saying hi to your friends. Thì câu how's it going là một cách để mà mình say hi or hello to your friends các bạn nhé. So, bây giờ các bạn tập phát âm theo mình nha. House, các bạn nhớ giùm mình house phải có s and it. It, các bạn lưu ý âm cuối giùm mình nha. It. Okay, nhắc lại giùm mình nào. How's it going? Very good. The second time, how's it going? Very good. The third time, how's it going? Okay, very good. Câu hỏi thì mình biết rồi. Vậy thì câu trả lời mình sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Okay, mình sẽ có hai cách trả lời. Thứ nhất là if you feel good. And thứ hai là if you feel not good. Nếu mà các bạn cảm thấy các bạn ok, các bạn ổn thì mình sẽ trả lời như thế nào? Và nếu mà các bạn cảm thấy là mình không ok, mình không ổn thì mình sẽ trả lời như thế nào? So, bây giờ mình sẽ học cách trả lời của câu how's it going các bạn nhé. Cách số 1 đầu tiên là nếu các bạn feeling good, good. Feeling good thì mình có 4 cách trả lời như sau. Thứ nhất là good. Thứ hai là pretty good. Thứ ba là I'm okay. And thứ tư cuối cùng đó là not bad. So, bây giờ các bạn lặp lại giúp mình nha. Repeat after me, please. So, the first way is good. Các bạn chú ý nè. Good. Đọc nhanh chút xíu nha. Good. 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 Very good. And then, bây giờ cách số 2. Cách số 2 đó là pretty good. Từ pretty, nếu mà tiếng Anh thì người ta sẽ thường hay phát âm là pretty, t, âm tờ các bạn nhé. Nhưng mà tiếng Anh Mỹ đó, nó khác với tiếng Anh là âm tờ. Thì người Mỹ họ sẽ hay đọc là âm đờ. So, tiếng Anh các bạn phát âm giúp mình nha. Pretty good. Tiếng Anh Mỹ nào? Pretty good. Very good. So, cách số 3 nào? Cách số 3 đó là I'm okay. I'm okay. Very easy, right? Các bạn nhắc lại giúp mình nha. I'm okay. Good. I'm okay. Very good. I'm okay. Very good. And cách cuối cùng đó là not bad. Not bad, not là không, bad là tệ.
ghép lại là không tệ lắm, mình cũng bình thường thôi các bạn nhé. Các bạn chú ý giùm mình, not and từ bad luôn luôn chú ý âm cuối giúp mình nhé. Bad, bad. So các bạn đọc lại giúp mình nhé. Not bad, very good. Not bad, very good. Not bad, very good. Và có một điều các bạn cần phải lưu ý ở đây giúp mình. Tuyệt đối, mình không trả lời là I'm fine đối với câu hỏi là how's it going các bạn nhé. Thậm chí trong cả câu how are you thì mình cũng không nên mình trả lời là I'm fine, because it will sound a little bit strange. Tại vì người bản xứ họ không thường nói như thế đâu các bạn. Nó sẽ cảm thấy lạ lắm các bạn. Cho nên các bạn lưu ý giùm mình hãy quên cái câu mà trước giờ mình học trong sách vở là I'm fine, thank you and you, không dùng các bạn nha. Ok, thế là mình đã xong cái phần mà mình cảm thấy feel good.